có biết chơi thể thao, có chơi game. Sao có lòng có chơi game cho đồng trọng chi vậy? Anh chơi game chi vậy anh? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ em hãy giới thiệu về mình. Em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Chào bạn nam bên kia ạ. Chào con. Em tên là Trần Thị Thu Thảo, em năm nay 25 tuổi, hiện em là nhân viên tư vấn tài chính. Em làm công việc ở Long Thành, Đồng Nai ạ. Vậy là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình thôi chứ không có ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào các quý vị khán giả trong phim trường. Dạ, em tên là Nguyễn Chí Công. Năm nay em 33 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng mà em sinh sống và lớn lên ở Sài Gòn. À, hiện tại em đang làm kỹ sư ATM, công việc là sửa chữa và bảo trì máy ATM. Ồ, ngon à, cái máy này ngon à. Có khi nào lên Đồng Nai sửa máy ATM không? Dạ có ạ. Có hay xuống Long Thành không anh? Long Thành có chi nhánh luôn. Rồi hai người nói chuyện luôn đi, hỏi thăm luôn đi. Hỏi thăm luôn em, hỏi thăm em sao? Gặp nhau sao rồi? Mốt yêu nhau thì anh tính sao anh? Có xuống dưới được không anh? Được, xuống được. Anh làm giờ. Nói gì em? Dạ em làm giờ hành chánh, sau giờ hành chánh hoặc là cuối tuần em rảnh hết ạ. Thứ bảy chủ nhật đi được đúng không? Dạ vâng ạ. Chuyện nhau tiếp đi, hỏi thăm đi. Công việc sao sáng? Anh có mấy mối tình rồi anh? Anh có khoảng 4-5 mối tình rồi. Nhưng mà gần đây nhất thì đã cách đây 7 năm rồi, năm 2010. Sao anh rung lắm, sao anh cào lắm dữ anh? Bình tĩnh hít thở đi anh. Dạ chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì cũng có được 2 mối tình rồi. Thời sinh viên với lại lúc đi mới đi làm. Em chia tay lần gần nhất là mấy năm rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi anh. Do người đó nghe lời ba mẹ người đó cưới một người con gái giàu hơn á. Cho nên chia tay. Vậy là mình cũng giàu mà giàu không bằng đúng không em? Dạ đúng rồi, mình giàu tình cảm á chị. Thôi bỏ đi em. Dạ. Ủa mà 2 năm rồi chưa quên được sao nhắc tới mà còn rưng rưng vậy? Không có tức á chị. Giận. Sao tức em? Không có tức. Thể chia sẻ cho bên đây nghe được không? Em nghe cũng tức nữa. Thôi. Trời ơi gì. Ủa sao anh tức? Nếu em vào trường hợp đó em cũng tức lắm chứ. Em chắc tới bây giờ mới có 2 năm chắc chưa nguôi được đâu chị. Dạ cảm ơn anh đã thông cảm cho em. Anh có hay nghe lời ba mẹ không anh? Mẹ anh dặn gì không? Dạ có, chuyện nào đúng thì nghe. Còn chuyện nào không đúng thì em phải nói ra ý kiến của mình. Để hai mẹ con cùng thảo luận. Dạ, rồi là anh quyết định luôn hả? Đúng rồi, thường là anh quyết định. Dạ. Rồi, bạn gái có những ưu điểm, khuyết điểm nào để nói cho bạn trai nghe cho biết luôn coi. Dạ, mọi người thì thường nhận xét em là người hoạt bát, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Em dễ thích nghi với môi trường mới. Dạ. Rồi, khuyết điểm. Hơi nóng tính một chút xíu, hơi khó tính nhưng mà lại hậu đậu ạ. Hậu đậu cỡ nào? Ví dụ lâu lâu vô bếp thì cắt cứa miếng tay hoặc là đi đâu đá đụng cái bàn cái ghế vậy đó. Không đến nổi đâu. Dạ, hậu đậu chút chút. Mà ưu điểm của em là dạ không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không hút thuốc, có tính kiên nhẫn, kiên trì. Em có biết chơi thể thao, có chơi game, chơi thể thao, chơi tập tạ, đá banh. Sao có lòng có chơi game cho đồng trọng chi vậy? Anh chơi game chi vậy anh? Dạ, tại vì nó có nằm trong vừa nhược điểm mà vừa ưu điểm luôn ạ. Phải nói ra luôn ạ. Đúng rồi, nói cho chia sẻ bạn gái biết chứ. Ví dụ mai mốt có quen anh bớt chơi game lại nha. Không có chơi nhiều, lâu lâu chơi chút xíu. Dạ. Giải tỏa dạ. Thời gian thôi. Có tật xấu gì không? Dạ, đôi khi thôi, đôi khi hơi nóng tính. Nói chuyện không có được trôi chảy, dễ khiến cho đối phương hiểu lầm ý mình. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao, cỡ 1m7 trở lên chị. Nhìn thư sinh một chút, biết quan tâm người khác, có ý tứ, trầm tính, ít nói một chút, kìm em lại, em hơi nói nhiều với lại nóng tính á. Người bạn trai đó có lập trường, biết chơi thể thao ạ. Bên đây chơi hơi nhiều. Dạ đúng rồi, em thấy anh giới thiệu anh em rất là thích ạ. Ngoài cái chơi game hơi chơi game chút xíu thôi à. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Anh bên này thì em thấy hầu hết tất cả những ảnh gì anh giới thiệu thì em thích hết ạ. Cũng là không nhậu nhẹt, không hút thuốc, đừng có để móng tay dài chị. Hành động nhiều hơn là nói. Thích người ít nói thôi phải không? Làm có thích người lãng mạn không? Lãng mạn vừa vừa thôi, đừng có sến súa, em không thích sến súa. Dạ em chào chị. Chào em. Em lại thuộc tiếp người hơi lãng mạn quá, tức là thể hiện tình yêu quá. Ví dụ quá quá là sao? Hôm đó 8 tháng 3 em mua giỏ hoa tặng cho cô ấy giống như vậy. Canh 12 giờ em mới chạy tới. 2 giờ đêm hả? Dạ vâng, cô ấy ở trọ ở trên lầu 1. Thì em gọi ra thì cô không xuống được. Em mới lấy sợi dây, một đầu dây em cột vô bông giỏ hoa, một đầu dây em cột vô chìa khóa xe của em á, xong em ném lên trển. Xong rồi cô ấy kéo lên xong rồi ném chìa khóa trả lại cho em.
Cũng đâu có gì đâu, sến xuống. Mình đạt được mục đích thôi, có nghĩa là giờ mình muốn tặng hoa thì giờ mình còn không xuống được thì mình gửi lên, cũng chưa có gì gọi là sến xuống. Thôi thì lãng nhách luôn á. Có đang ngủ 12 giờ khuya kêu vậy là nhận hoa thì không lãng mạn đâu. Không, có nghĩa là 12 giờ khuya của cái ngày 7 tháng 3 đúng không? Là qua cái giao thời thì em muốn đúng cái thời khắc. Con 8 tháng 3 em là người đầu tiên tặng, sợ thằng khác nó tặng trước em đúng không? Dạ vâng dạ. Cũng hay lãng mạn hơn là vậy nè, anh nghĩ nếu lần sau đúng ngày 8 tháng 3 là 7 tháng 3 đó, em gặp người yêu của mình ha, cổ lầu thí dụ lầu 2 lầu 3, em leo sân thượng á. Em đúng bê em thòng xuống hả? Em thòng hoa xuống, xong rồi em phun mưa xuống dưới, tạo nên lãng mạn. Không, cái này cũng không nên lấy xà bông á, lấy xà bông ba là xịt đúng rồi, bọt rồi nó tuyết rơi từ trên xuống ha. Cái xí đi, gọi cái chuyện lãng mạn để lát tính, đưa cái xè bàn tay ra coi. Dạ chết rồi, chết rồi, thôi chết rồi. Sao vậy? Dạ. Để móng tay dài làm gì? Dạ không, một số thôi ạ. Tại vì cái công việc của em nó phải xoay máy xong rồi móc móc dây. Dạ vâng đúng rồi, cái máy ATM, cái lõi của nó là cái máy vi tính á, nên đều phải cậy đồ ra. Mình không có dụng cụ hả anh? Dạ có, nhưng mà đôi khi mình tận dụng mọi tiện, thứ tiện bằng không? Cách nhanh nhất. Trời không ơi. Chứ với lại bình thường em cũng không có để đâu, nên bữa giờ hồi hộp quá chờ nên em quên mất. Quên mất thôi. Cắt nha. Dạ cắt. Vậy người ta có cái đồ khèo, đồ móc, dụng cụ đàng hoàng. Lấy móng tay móc không có được nha. Dạ dạ. Rồi ta tận dụng tất cả những gì có thể mà. Rồi thôi được rồi. Nhanh nhất. Đẹp trai ha, cao to, phong độ, được. Được hết rồi đó em, chỉ có cái móng tay dài là nhưng mà anh hứa anh cắt rồi. Em có 25 tuổi, anh dạ. 33 tuổi, có lớn quá không? 33 tuổi thì cũng không có quá lớn, nhưng mà nhìn mặt đừng có già quá. Không, trẻ măng à, trẻ măng như là hot boy vậy đó. Dễ nhìn là được. Được. Mặt già dạ lắm, nhìn giống chú Quyền Linh nè. À. Dạ, con thích chú Quyền Linh. Cảm ơn con. Dạ. Anh bên đây ảnh dễ thương, nhưng mà thường là ông lãng mạn quá đó thì con có lo không? Thôi lãng mạn với mình là được rồi ạ. À? Lãng mạn người khác là không được đúng không? Dạ đúng rồi, chết á. Con dữ lắm. Rồi được rồi, anh bên đây cũng hiền lắm á. Con thấy ảnh rung. Anh rung. Cặp này xứng đôi đó. Được á. Em có đi với ai không? Dạ có, em đi với mẹ em, với người thân. Cô chào chú Quyền Linh, chào cháu Cát Tường. Dạ. Và chào quý vị khán giả trên trường quay ngày hôm nay. Hồi sáng này á, là cô từ ở Đồng Nai lên đúng không cô? Đúng cô rồi. Đem lên một cái nồi tàu hũ rất là to, mới nấu, nóng lắm. Ừ. Cô mời Quyền Linh với Cát Tường với mọi người trong ekip ăn tàu hũ đúng không cô? Dạ đúng rồi. Bữa trước Quán Thảo có lên nói là mẹ ơi, mấy chị trên này thích ăn tàu hũ lắm á. Mẹ nói tàu hũ á, là em nấu tàu hũ em bán ở chùa Thường Chiếu á. Nấu một nồi tàu hũ để lên tặng cho chú Quyền Linh và cô Cát Tường với lại mấy anh em trong hội trường này. Dạ cảm ơn cô rất nhiều, tàu hũ rất là ngon. Nãy giờ cô nghe chàng trai có thể nói là chàng rể tương lai của mình nói chuyện thì cô cảm nhận thế nào? Con thì cũng được, tuy là lớn tuổi nhưng mà cơ mà con cũng còn non. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Thứ nhất là con phải biết sống chăm lo, trước nhất là phải có hiếu với ba mẹ, biết chăm sóc cho vợ con sau này và biết sống hòa đồng với mọi người. Dạ, rồi con xin chào, xin tặng cho chương trình một bài thơ. Dạ cảm ơn cô. Chào chú Quyền Linh, cô Cát Tường. Ông Tơ bà Nguyệt quá dễ thương, xe sợi chỉ hồng trên khắp nẻo, kết nối tơ duyên khắp bốn phương, đăng ký rồi sao thấy vắng vương. Bao giờ mới được gặp người thương, cùng nhau tâm sự. Cùng xin lỗi nha. Cùng nhau bày tỏ lời tâm sự giữa chốn phồn hoa, chốn hẹn hò. Xin hết là. Dạ cảm ơn cô. Dạ, có đi với gia đình gì không? Dạ em có đi với mẹ em, với dì em và các bạn. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Tôi là mẹ của bạn trai. Tôi thấy bạn gái bên này thì cũng được xinh, so với con tôi thì cũng nói chung là cũng được. Hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu thế thôi. Mình đại diện nhà trai mình qua mình chào bên nhà gái cái đi. Hai bà xui tương lai đâu. Tôi chào bên gia đình bên bạn gái ạ. Tôi xin phép cho tôi được làm quen với gia đình bên đó và xin gia đình bên đó cho cơ hội để làm quen với nhau và tiến tới cái khả năng thân nhau hơn về sau này. Dạ, anh cảm ơn. Rồi, cảm ơn đàn trai đàn gái nha. Được rồi, bây giờ do hai bạn hết á. Thôi, kéo màn lên. Rồi, quay qua đi bạn. Dạ. Ngày đầu em tiên có anh. Đưa hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ.
Em cũng có một cuốn sách tặng anh. Cuốn sách này em rất là thích ạ. Hy vọng anh sẽ đọc hết nó. Dạ. Anh nhận xét em sao? Ấn tượng ban đầu gặp em thì thấy em cũng em xinh xắn, hiền lành, dễ gần. Dạ. Dữ lắm ha. Dạ. Mày nói em dữ lắm ha. Anh thì thuộc về tiếp người hướng nội. Còn em có biết mình thuộc tiếp nội hướng ngoại hay hướng nội không? Nội ngoại gì em cũng được hết á. Lúc nào cần nội thì nội, lúc nào cần ngoại thì ngoại. Về tính cách của anh thì thuộc tiếp người hướng nội nên vì gia đình nhiều, ít có những tham vọng mà leo cao lắm. Dạ, em cũng không cần điều đó, em chỉ cần cuộc sống bình thường, yên bình là được rồi. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, so với tuổi 33 của anh thì anh khá là trẻ. Anh thì hơi rụt rè, nhút nhát một chút. Nhưng mà em nghĩ cái đó là một tính cách tốt. Cái bản chất thật thà, lương thiện của mình nó có trong người mình đó, nó mới thể hiện ra con người mình như vậy. Em quan niệm về tình yêu và hôn nhân gia đình như thế nào? Tình yêu thì em chỉ cần tin tưởng thôi. Với lại em không thích mà khi mà quen nhau mình mà mình nói dối hay là sao đó đâu anh. Quen là xác định là phải cưới, chứ không có quen chơi bời. Những gì em nói giống y chang những gì anh muốn nói luôn. Dạ. Không biết tối hôm qua có tương thông không nữa. Dạ không, tối qua em ngủ sớm. Tối qua anh cũng ngủ sớm nữa. Em thấy là ảnh đỏ hết mặt lên rồi. Để móng tay dài để gãi với móc không đó em. Dạ, dạ. Em bấm hết. Dạ em không thích con trai để móng tay dài đâu, nhìn dơ lắm. Quên thôi. Dạ, không có dơ, không dơ. Sao gặp em mà lại đi quên? Không, bữa giờ là lo, tại vì anh vừa đi làm luôn nên anh quên thôi. Anh làm việc là làm giờ hành chánh, cho nên sau giờ hành chánh với lại cuối tuần thì anh rảnh nên ngày nào cũng hẹn cũng được, chứ không cần phải một tuần một hai lần. Anh có chịu chạy từ đó về dưới Long Thành không? Anh được bạn bè anh đánh giá anh là rất siêng, cho nên anh không có ngại đường xa mưa gió gì hết. Dạ. Mà em có chịu lên Sài Gòn ở với ảnh không? Em có ở làm dâu được không? Dạ em làm dâu được. Bác mà thương em thì em sẽ thương bác như mẹ em thôi. Rồi. Thảo có nói gì với? Dạ con chào bác. Thì làm dâu con vẫn làm được. Ví dụ có em bé thì bác có thể giữ giùm con. Rồi, bây giờ hai bạn tỏ tình với nhau một câu cuối cùng. Cảm nhận thế nào? Tiến gần luôn. Gì vậy? Dạ. Anh rất muốn đến những nơi mà em đã đến. Anh rất muốn ăn những món mà em đã ăn. Rất muốn nghe những bản nhạc mà em đã nghe. Bởi vì anh muốn bù đắp những năm tháng thanh xuân của em mà anh đến trễ nên bỏ lỡ mất. Dạ. Dạ, em sẽ cùng anh thực hiện những điều đó. Dạ. Quá lãng mạn. Đó là những lời nói, sự chia sẻ. Còn bây giờ đến lúc quyết định. Một, hai, ba. Nắm tay nào. Mình hôn nhau một cái đi hai bạn. Đi đi. Hai bạn cũng hợp lắm đấy. Xứng đôi đấy. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và viên uống sáng da Sakura La Senta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc hai bạn sớm ngày báo tin vui cho chúng tôi. Dạ cảm ơn chương trình đã giúp em tìm được em Thảo. Anh có nói gì không anh? Ra được cái đài của mình khi nào nói được thôi. Giống em. Lãng mạn quá trời ơi, biết khi nào có người trước bao nhiêu người mà quỳ xuống. Trời rồi quên giỏ hoa, quên mắt kiến luôn. Mình lợi dụng thời cơ này để mình đem xuống Đồng Nai mình ăn tàu hủ tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời quý vị cùng theo dõi. Hả mày. Mời bạn Nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về mình. Chào Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và chào khán giả. Em tên là Diệp Đắc Khánh, hôm nay em 32 tuổi. Hiện tại là em đang làm ở bên công ty về bưu điện. Ở đâu?
Dạ em ở Gò Vấp chị ơi. Rồi mời bạn giới thiệu. Em tên là Thái Thị Bích Thủy. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em làm nhân viên kế toán tại một nhà hàng ở quận 1 ạ. Quê em ở Bình Thuận chị. Mình vào đây lâu chưa? Dạ em vô đây cũng được 7 năm rồi chị. Mình kể về tình sử mình chút xíu đi, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi chị. Chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng được 3 năm rồi chị. Tại sao 3 năm rồi mình không có ai đeo đuổi hả? Dạ không chị, thì cũng có một vài. Em cảm giác là không có tin tưởng người đó. Tại vì cái người cũ em quen, em đặt niềm tin vào người đó nhiều quá. Chết rồi, giờ làm sao đây? Nào bạn trai bên kia nghe bạn gái này không có tin tưởng đàn ông nữa rồi, bạn thấy sao? Em nghĩ là mình tạo thật như cái chỗ dựa cho bạn gái nhiều hơn. Mình biết quan tâm họ bằng cả tấm lòng của mình, chứ không phải là chỉ là bề ngoài mà thôi. Đúng rồi. Quà cáp hay là bất cứ điều gì. Em là một người cá tính thì rất là trầm tính. Trong công việc thì siêng năng trong việc lắm, biết quan tâm người khác, nhất là những người trong gia đình hay là bạn bè, hay là nhất là người mà sống đời với mình. Hy vọng rằng những cái điều mà bạn trai nói sẽ làm cho gọi là tin tưởng đàn ông trở lại. Ha? Sống đừng có mất niềm tin nha em. Bạn trai, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình, một mối tình dài nhất là 8 năm. 8 năm mà. 8 năm sao chia tay? Có nghĩ tới kết hôn chưa mà chia tay bạn? Thì lúc đó em cũng hay bùng bột, hay thứ hai là khó tính nữa. Cái sống với nguyên tắc, công việc nhiều quá, mình quên bạn gái mình luôn. Trời ơi. Em cũng có bù đắp lại, nhưng mà cô ta rất quá là bướng bỉnh, cái gì cũng để ý mình. So sánh, em không thích so sánh người này với người kia. Nên em quyết định là chia tay. Chia tay bao lâu thì em mới hết buồn? Khoảng 4 năm. 4 năm? Dạ đúng. Như vậy là một tình yêu cũng quá sâu sắc đúng không? Dạ. Đó là tình sử ha. Thôi bây giờ mình bỏ qua hết tật xấu gì mà người ta không thích không? Hay quên. Hay quên hay là khó tính lắm. Em thích gì ở người phụ nữ? Người nữ thì hiền lành. Đừng có dạng khô khan quá hay là đừng có im lặng quá. Những vấn đề mà khó khăn gì á, mình ngồi lại với nhau, nói chuyện với nhau, đừng im lặng. Rồi, tới bạn gái bên kia. Bạn nữ, bạn có ưu điểm và khuyết điểm gì? Em là vui vẻ hòa đồng, dễ tiếp xúc với người lạ chị. Nhược điểm của em là em hay bị nóng tính chị. Em thích một người con trai là vui vẻ. Tại vì bạn em đông thì người con trai đó mỗi lần mà đi chơi với bạn em thì có thể là hòa đồng hơn. Chưa có bồ đi chơi với bạn chứ chưa có bồ đi hai đứa thôi. Không, đi đông vui chị. Em thích đi đông đông với vui. Hai đứa mới vui. Anh có nói gì không anh? Ra được cái đài của mình là mình sẽ nói được thôi. Giống em. Tại em để ở đâu em? Rồi cái là nói được thôi chị ơi. Em có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Gia trưởng nói dối, không có chung thủy. Bạn trai đó ngoại hình là không hô không hói nha chị. Hả? Không hô không hói. Em cao nhiêu? 1m75. Rung lắm sao mà nắm tay nắm chân là dữ vậy? Có điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Đừng có dạng là dữ dằn quá hay là cầu nhau hay là so sánh. Không, nhìn sơ bộ là hai người có thể là phù hợp với nhau đấy. Bây giờ lấy nhau về thì hai vợ chồng sẽ sống ở đâu? Hoặc là sống bên em hoặc là sống bên vợ. Rồi để chị hỏi bạn gái coi như thế nào nha. Em có muốn bắt rễ không? Nhà em có hai anh rồi. Vậy là về làm dâu được không? Dạ cũng được. Bạn trai cũng hiền. Hiền. Hơi nhút nhát chút xíu, khó tính đấy. Có gia trưởng không anh? Không, gia trưởng thì nghĩ không tới mức đó đâu. Anh dễ tính quá nha anh. Bây giờ nếu như mà bên trai đàn trai chịu đó. Dạ. Thì khoảng bao lâu? Cỡ 2 năm nữa anh. Tại vì em còn đang đi học nữa. Trễ nhất cũng phải 1 năm nữa. Ý kiến của đàn trai sao? Thì 1 năm cũng được anh. Rồi hôm nay mình đi có người nhà đi theo không bạn? Dạ có chị, có ba em, có em gái, có chị gái. Chào quý vị khán giả trong căn phòng. Và chào hai MC dễ thương. Dạ. Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Tôi là ba của Khánh. Nãy giờ sơ bộ nhìn lại thì thấy cũng được. Điều bên Khánh thì hơi nhút nhát, rụt rè. Cháu có gì thì cũng bỏ qua cho. Hơi nhút nhát chút xíu. Chú chỉ có nhiều đó rồi rồi. Rồi. Mình có đi với ai không em? Dạ có bạn em chị. Bạn đi học dạ, chung. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Mình thấy anh bên này cũng chững chàng. Nói chung là mình thấy anh này được. Rồi. Hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nha. Chúng ta có 2 phút đi gặp mặt. Nào kéo màn. Có món quà em tặng đi. Cũng lãng mạn có hoa rồi chứ. Không, bên đây lãng mạn lắm, sách nè, yêu và được yêu. Em tặng. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn bạn gái, rất vui được gặp em. Vui thì em cười lên chứ rất vui mà em căng quá. Tại vì cũng hơi căng, em thấy bạn gái hơi rụt, em rụt rè xíu. Thấy cô gái trước mà đối diện thế nào? Dạ, dễ nhìn, thứ hai là cũng dễ thương ạ. Anh có biết nấu ăn không?
nấu cơm hay là nấu canh thôi, còn mấy món cầu kỳ thôi. Vợ vô bếp làm đó, thì anh có sẵn sàng phụ vợ mình không, hay là thôi để vợ làm đi, mình ngồi mình xem tivi đến khi không. Anh không có quan điểm gì đó, mình cùng nhau hỗ trợ nhau làm, chứ không phải là để vợ làm đâu được. Mà mặt em buồn quá à, em hát tặng bạn gái anh bài cho nó vui lên xíu coi. Kìa đêm nay quên. Làm lại. À, kìa đêm nay bao nhiêu gái si tình. Quên. Giờ bạn gái hát đi. Làn tóc rối bờ môi khô, hàng mi bắt buồn thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì, cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào. Trái tim em thôi lặng thầm, có ai cầm em quay đi. Trời ơi, cặp này xứng đôi dễ sợ luôn vậy đó. Bây giờ mình hãy giống như tỏ tình với bạn gái đi bạn ha. Khi em khó khăn, khi em bình hoàng hay khi em có cái gì đó, thì sẵn sàng giúp đỡ cho em. Và riêng anh sẵn sàng chia tay ra, bỏ hết công việc nếu em có cái gì đến với em trong cuộc đời này. Rồi hết thời gian. Tâm sự cũng đã xong. Những giây phút này là những giây phút mà mọi người đang chờ đợi. Bấm hay không bấm, xin nhắc lại là quyền của các bạn nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bấm sớm vậy? Hồi hộp lắm hả? Có nôn nao không? Có anh. Có nôn nao bây giờ, cảm giác con tim mình thế nào rồi? Hồi hộp. Rồi, hãy nắm tay bạn gái để cảm nhận tất cả sự hồi hộp đó. Cũng chặt quá ha. Thấy tay thế nào? Ấm. Tay bên đó lạnh quá. Có cảm giác rung động gì chưa? Dạ hơi hơi thôi. Nào đưa tay lên coi còn ngay rung không? Chặt quá rồi. Gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Đây là những chiếc vé xem phim Một không gian lãng mạn đang chờ hai bạn nha, tại 212 Lý Chiến Thắng. Chủ yếu là biết nấu ăn là món luộc là chính, và luộc trứng là món chính. Dạ em từ đó giờ thì chưa có tình trường nào hết vậy. Chưa được mối tình nào gì? Hết. Cái gì? 34 tuổi luôn không có mối tình nào. Dạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta lại có một cuộc hò hẹn của một cặp đôi. Họ chưa biết nhau, họ chưa từng thấy nhau, nhưng ngày hôm nay biết đâu họ sẽ ra về tay trong tay cùng nhau quý vị nhé. Rồi chào bạn trai. Dạ chào chị Cát Tường. Ok, tại vì không biết bạn lớn hay nhỏ nên không biết là kêu bằng anh hay bằng em. Đợi Tiền Tường xíu nha. Rồi dạ. Tiền ra mời bạn gái mình vào rồi mình sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay ha. Vâng. Rồi nhớ đây rồi, mời vào đi cùng. Rồi mời hai bạn, chúng ta có thể mở mặt nạ ra. Bây giờ bạn trai giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên này biết. Dạ chào chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm, năm nay 35 tuổi, quê em ở Hà Tĩnh, nhà em ở Gia Lai và hiện đang làm việc ở Bình Dương. Em đang phiên dịch tiếng Hoa ở xưởng. Giới thiệu với em, đây là nhà hàng của người Hoa luôn. Đâu giờ em giới thiệu thử một câu tiếng Hoa về bản thân mình chị nghe thử coi. Ủa chưa chị chưa sao y sao của sư đoàn huấn lính của chín thên tị sư lại chưa bên. Là gì? Nghĩa là em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Lâm và lần đầu tiên em đến ở đây. À rồi mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thanh Thúy, năm nay em 34 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Ừ, vậy hả? Bình dạ. Dương luôn hả? Bình Dương dạ. Đoạn nào? Coi có gần anh này không? Dạ, em ở dưới thị xã chị, ở xã Vĩnh Tân á chị. Dạ, em ở thị xã Tân Uyên. Dạ, lại gần nhau anh gần ơi. Gần nhau đúng không? Dạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em làm kế toán chị. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em có 4 anh chị em. Có gia đình hết chưa? Dạ, có hết, còn em còn chưa. Còn mình em phải không? Dạ. Mới 34 tuổi rồi tôi biết, còn có mình anh à. Rồi ở nhà có hối dữ lắm không? Dạ, có chị. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui tính, hòa đồng. Và điểm yếu thì là em nấu ăn thì không được ngon cho lắm. Chủ yếu là biết nấu ăn là món luộc là chính, và luộc trứng là món chính. Chắc dạ. Sống với ba mẹ là ba mẹ làm hết cái gì. Dạ đúng rồi chị. Bởi vì vậy
Rồi nhưng mà mình có dọn dẹp phòng ốc nhà cửa gì không hay là mẹ luôn? Dạ mấy cái đó thì là em đi làm thì cuối tuần là em sẽ chịu trách nhiệm về phần đó, dọn dẹp nhà cửa. Chịu trách nhiệm hả? Rồi mình có cái khuyết điểm gì nữa không? Em thì hơi khó tính một tí, với lại nóng tính nữa chị. Mấy cô chưa chồng đó là khó tính đó đúng không? Em có nghĩ vậy không? Tại vì cái bản tánh của mình nó vậy rồi chứ không phải chưa chồng là nó khó đâu chị. Khó từ hồi trẻ luôn đó hả? Dạ. Okay. Vậy điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, có cái đặc biệt gì nữa không? Quạt bát nhanh nhẹn nữa chị. Thôi vậy được rồi. Thế còn mình? Điểm yếu của em là kém về bên văn nghệ. Với bình thường hơi trầm một tí nhưng mà khi vui là rất là vui. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và sống tình cảm, sống có trách nhiệm và dễ hòa đồng, dễ gần. Mình có tật xấu gì không em? Tật xấu thì em nghĩ là chắc do mình sống vui với bạn bè nên là nhiều khi ví dụ như có một cái cuộc gì đó mà vui thì mình hay vui hết mình. Chơi là chơi tới luôn á phải không? Chơi quên đường về luôn á phải không? Vẫn nhớ đường về chứ chị. Thế về tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em trải qua 3 mối tình. Mới đây nhất là cách khoảng 3 năm. Mối tình này thì quen có được 2-3 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ vì hồi đó em ở Gia Lai và bạn ấy ở dưới Bình Dương. Nên hai người nói chung bạn ấy cần một người ở gần mình hơn. Cho nên chắc có lẽ chị hiểu tại sao là chương trình lại ghép đôi hai bạn, chắc là lại gần nhau. Đẹp trai cao ráo mà có 3 mối tình thôi hả? Trong chuyện tình cảm em nó lận đận nên là nó chỉ vậy thôi. Mà có nhiều phụ nữ theo không? Dạ, cái đó em không biết. Có bạn trai để ý mình không? Cái đó không có. Chứ tôi thấy cái style này là mấy anh cũng mê lắm nè. Không có chị ơi. Em ở trên Gia Lai mà con trai thích con trai nó ít lắm. À vậy hả? Vậy từ hồi xuống dưới Bình Dương? Ông thành phố thì bảo con trai thích con trai chắc nhiều. Bình Dương thì không, em không có ai. Không có ai. Là hiện tại giờ là ở không 3 năm nay rồi. Vẫn có tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà nó không thấy hợp thì nên hai người không tìm hiểu nữa. Thế còn em gái tình trường của mình sao? Dạ em từ đó tới giờ thì chưa có tình trường nào hết chị. Chưa được mối tình cái nào gì? Hết. Cái gì? 34 tuổi luôn không có mối tình nào? Dạ. Lý do? Em cũng không biết lý do sao nhưng mà em quen không có được, giống như là không hợp sao chị. Mà có quen không? Ngắn ngắn cũng được, có mối tình nào ngắn ngắn chưa? Người ta có để ý thôi nhưng mà chưa có phải là tỏ tình chính thức nên chưa gọi là mối tình đâu chị. Có nghĩa là người ta không có tỏ tình với em? Dạ, ta chỉ để ý mình vậy thôi. Mà em có để ý ai không? Dạ chưa. Dạ chưa. Sao em không để ý ai rồi mình tấn công đại luôn, mình tỏ tình luôn? Tại em mới để ý cái người ta bỏ người ta chạy hết trơn. Em làm gì người ta mà mới để ý mà người ta bỏ người ta chạy? Vậy em chưa làm gì luôn á. Mới nhìn em thôi là họ chạy rồi. Mà em làm sao em biết người ta để ý mình? Người ta sẽ nhìn mình hoa là bằng ánh mắt chứ chị. Mình thấy mình cũng biết. Có ai quan tâm chăm sóc em gì đặc biệt hơn xíu chưa? Có lần là cái anh đó có hỏi thăm qua lại. Có nhắn tin hỏi thăm qua lại, điện thoại qua lại. Xong cái hôm đó em cũng hơi bệnh, cái anh nói bị sao, nói bị cảm, cái anh mua thuốc cho uống. Ừ đó rồi sao không tiến tới, không được. Không có sao, cái xong giờ anh nói mời đám cưới luôn. Nghe bạn gái chia sẻ em thấy sao? Không, em thấy bảo tự nhiên anh ấy cưới luôn nên em thấy buồn cười thôi nha. Rồi sao mà em nói sao, em làm gì mà người ta, mà em nói người ta nhìn thấy em cái là người ta chạy? Không biết sao chứ cái anh cũng có một người khác nữa cái mà nói trực tiếp với cái chị giới thiệu á, nói nhìn bé đó dữ quá, thôi em cũng không biết sao luôn. Này em có thấy em dữ gì không? Dạ không, em thấy em hiền lắm chị. Chị thấy em có dữ không? Nhìn thôi mà thấy em dữ rồi đó. Không, tại vì phụ nữ nhìn phụ nữ nhận xét không có đúng. Thôi để lát nữa mở tấm màn ra rồi để bạn trai nhìn em coi có thấy em dữ không nha. Dạ. Rồi thế bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn bạn trai là phải cao 1m7 trở lên, người vui vẻ, hoạt bát, người phải biết hát. Mà em thì em không biết hát. Chị nghe không biết hát, bắt người ta biết hát. Dạ chị hát thì phải hát cho em là không biết hát thì người bạn em phải biết hát cho em nghe. Để lát với lại kêu tối hát nghe. Trời tối gọi là điện thoại hát em ơi, tối chị. Hát chị em ơi. Gọi điện thoại hát nghe chị, vui lắm. Gọi điện thoại hát nghe nữa hả? Dạ. Vậy chắc u em lạ quá cho nên mấy anh kia anh biết anh sợ anh chạy nè. Chứ không phải là do là nhìn em mà giữ mà người ta chạy đâu. Mặt hiền khô giữ gì đâu. Đâu đưa mấy cái hình em coi. Rồi tìm đi, cổ ở trọng đó, coi cô nào nhìn dữ chạy luôn đó. Còn em nhìn, muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào em nói đi. Anh nhìn bạn nào mà dữ nhất á Nhân anh. Dữ nhất hả? Dạ đúng rồi. Coi chừng trong này nè, cô nào cũng xinh mà. Bốn anh này có một anh đó, tìm đi. Đoán đi. Em cho gợi ý em ơi. Cho ảnh một cái gợi ý coi nè. Mặc quần đen áo dài tím anh. Rồi. Em gợi ý khôn quá.
Vậy anh cho em gợi ý bên đây đi, em mới tìm ra được. Người hơi cao một chút. Anh đừng nói mà ấu hung nha anh. Bốn anh nào cũng thung. Anh ơi, ở trong đây cái hình bốn người này có người nào khác biệt nhất hả anh? Nhìn vô mà chạy liền hả? Sao tôi nhìn không ra cổ luôn ta? Rồi tìm ra chưa? Hết giờ rồi nè. Đâu? Cổ đâu? Chắc là... cô nào? Cô này. Rồi giữ nguyên đó nha. Giữ nguyên hiện trường đó đi để tôi mở ra tôi mới biết được. Rồi bên đây đón ra chưa? Anh em nào? Đón anh này. Anh đó hả? Rồi giữ nguyên hiện trường nha. Tôi phạt cặp đôi này nè. Một, hai, ba. Mở cửa trái tim. Tự suy nghĩ hình phạt cho đối phương đi. Chào. Chào em. Đâu? Em đón anh nào em đưa cho anh coi. Dạ em đón này đúng không anh? Rồi bây giờ em thấy đúng không? Không, anh cũng ở một bên cạnh nhưng mà bên kia. Bên trái. Rồi bây giờ em đón cô nào em đưa cho cổ coi đi. Đúng không? Dạ đúng rồi, anh hay hiệp. Hay luôn hả? Dạ. Chứ nhìn thì tưởng cô đầy vậy em. Sao đón? Anh đón đúng hay vậy anh? Đón đúng hay vậy? Sao anh đón đúng hay vậy? Vậy là chị đúng rồi, đúng rồi. Thì anh, là em giữ anh nhất cầm đó, lên tay này nên anh đoán cô này luôn. Cô đó đâu có giữ nhất đâu. Em chọn đâu phải tiêu chí giữ nhất đúng không? Dạ thấy, em thấy cũng xinh. Bây giờ phạt cổ gì đây? Nhường phụ nữ để tự chọn. Tự chọn hình phạt cho mình đi. Vậy thôi mình để lần sau nếu mình có cơ hội mình sẽ phạt sao hết anh ha. Cái kiểu mà gian đó, bởi vậy là ế đó thiệt. Thế là em chọn cách đấy khôn quá. Dạ mình chọn đi em. Cô này cũng không biết hát, phạt cổ hát một đoạn. Dạ em hát nếu mà dở quá cái đó anh mới gọi là chơi nha. Phạt. Rồi dạ. Hát dở phải chê chứ. Mời em. Cháu lên bà cho vô màu dao, cầu hương cháu quỳ cho không khóc nhè. Dạ hết rồi. Thôi tặng hoa cổ đi. Cũng có cố gắng. Dạ, anh có qua trái tim bò hoa tặng em. Dạ được, em cảm ơn anh nha. Dạ em cũng có một món quà để tặng anh. À, anh cảm ơn. Dạ rồi. Trẻ đó, 34 tuổi vậy là trẻ đó. Cảm giác đầu tiên của mình khi mở cánh cửa trái tim này ra. Hôm nay nhìn thấy anh qua khung tim này thì em có cảm nhận như thế nào? Em rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Sao dạ. Ngạc nhiên vụ gì? Tại vì xanh nhìn trong hình với lại ở ngoài stylist trong hình style hơn á chị. À, ở ngoài anh cũng style mà. Hai tại vô hình chị. Rồi gì nữa? Dạ em cũng không biết nói gì, bối rối quá. Em mãn hay không? Theo em mãn. Cảm nhận thì thấy được khoảng bao nhiêu, đáp ứng được khoảng bao nhiêu nhu cầu của em? Có một cái là anh không có thôi, là anh không biết hát thôi à. Còn những cái kia em thấy là phù hợp với em. Thì anh giới thiệu là điểm yếu của anh là hạn chế về văn nghệ mà. Dạ. Thì văn nghệ cũng cỡ em thôi, đâu có thằng nào tệ hơn em được. Dạ hát chắc cả làng bỏ trốn quá. Thôi được rồi, bây giờ sẽ tạo điều kiện thêm cho hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Một chút xíu nữa thì chị Tường sẽ đi sâu hơn vào cái cuộc trò chuyện này. Mời hai bạn thưởng thức bồ câu quay nè, thịt nai tiêu đen sốt kem nè, tôm hoàng kim sốt chanh, cơm chiên thịt cua sốt cải. Wow, bốn món ăn hòa quyện ha, trưng bày rất là đẹp mắt thấy không? Bây giờ hai bạn vừa ăn trưa, vừa trò chuyện với nhau, tâm sự tìm hiểu nha. Nhớ đừng để người ta chạy nha. Dần này lấy dây cột lại chị. Cột lại phải không? Rồi dạ. Để chị ra chị kiếm dây. Rồi mời hai bạn ăn trưa ngon miệng. Mời chị. Tự nhiên dạ nha. Mời em. Dạ dạ. Ồ anh xuống với Bình Dương bao lâu rồi anh? Nói chung là đi xuống Bình Dương này thì anh cũng xuống về suốt. Vậy hả? Đi về vậy hả? Rồi anh có hay lên ở, anh bây giờ đang ở đâu ở Bình Dương? Anh hiện tại anh ở chỗ Tân Uyên á. Tân Uyên mà chỗ nào, xã nào? Ở Khánh Bình. Khánh Bình. Cây xăng Kim Hằng em biết không? Dạ biết. Biết chỗ đó. Cũng gần đó. Anh làm ở đó luôn hả? Công ty đó luôn hả? Công ty cách đó khoảng một cây. Mà anh làm ở đó lâu chưa? Làm đó cũng mới, anh mới xuống mà. Mới xuống hả? À. Còn em làm đó lâu chưa? Em làm đây cả chục, hơn cả chục năm rồi. Em quê ở đó luôn mà. Làm cũng gần nhà. Ủa vậy anh ở trọ đó hả? Ừ, trọ ở đó. Ủa mà anh học tiếng Hoa đó khó? Tiếng Hoa thì nói chung nói thì cũng không khó lắm. Nói thôi chứ có viết không? Viết anh viết được một ít. Anh phiên dịch anh luôn phiên, hả? Phiên dịch ở xưởng. Đa số là nói nhiều. Ồ chủ quản của anh cũng là người Trung Quốc luôn? Chủ quản thì người Đài Loan. Em chắc nấu cơm ngon nhỉ? Dạ nãy em nói là em nấu cho miếng luộc thôi anh.
mà luộc thì tốt cho sức khỏe lắm á, không có ăn nhiều dầu mỡ. Hôm nào nấu anh ăn bữa. Anh chịu ăn đồ luộc không? Anh nghĩ là em nấu chắc là ngon. Anh nghĩ thôi chứ anh sẽ hết hồn á. Không, nhiều người thường người ta bảo nấu không ngon nhưng mà thật ra là rất là ngon á. Không có đâu anh, ngược lại đó, em có sao là em nói vậy á. Em người thật thà mà, món luộc là món chính á. Nhưng mà khoản này anh không tin vội được. Không tin nổi hả? Không tin vội. Sao anh không tin tưởng em gì hết vậy? Thì em phải chứng minh đi. Vậy bữa nào đi, em luộc cho anh ăn. Ăn ngon rồi. Lo ăn ngon không? Dạ ngon chị. Dạ ngon. Mà lo tâm sự nhiều hơn lo ăn đúng không? Cái cơ hội bữa nay mà đừng bỏ chạy mà chị. À nãy giờ có buộc được chưa? Chị đi kiếm hoài luôn mà không ra sợi dây. Vậy chắc bích cửa quá chị. À, mình lại mình đóng cửa. À đóng cửa ra luôn hả? Dạ. Sao cô gái dễ thương vậy mà bữa giờ đó giờ 3-4 năm không ai phát hiện ra ta. Không phải đóng cửa đâu em. Anh có đi đâu đâu mà đóng cửa. Sợ anh chạy đó. Không chạy đâu. Gần nhau quá mà tiện giờ mình tìm hiểu nhau kỹ hơn xíu. Ủa mà sao em lại là biết tiếng Hoa? Em học tiếng Hoa từ khi nào? Em có học xong rồi em lại đi xuất khẩu lao động Đài Loan với Singapore. Đi được bao lâu? Qua Đài Loan 6 năm. Xong về xuống Sài Gòn, Bình Dương làm rồi lại về lại đi Singapore. Rồi đã đi Singapore bao lâu? Singapore em đi được có hơn 1 năm. Thế biết tiếng Anh không? Tiếng Anh thì biết sơ sơ thôi. Chà, về cũng phải có mới vốn mà nha. Giờ đủ điều kiện lấy vợ chưa? Mấy năm đi bên kia thì em về gửi tiền về thì cho bố mẹ xây nhà cửa, mua đất đồ. Có nhà cửa, có đất nữa hả? Giờ thì nói chung em chưa có gì. Chưa có gì, có nhà cửa cho bố mẹ là báo. Thì em đang ở Bình Dương mà. Ừ, lo cho mẹ, ba mẹ xong xuôi rồi mình mới có tập trung vô mình lo cho vợ con. Nhưng mà nếu vậy thì bây giờ nếu lấy vợ thì sao ở đâu? Nói chung em cũng vẫn muốn làm ở Bình Dương này. Nếu sau này bố mẹ em già có lẽ em sẽ về ở quê. Về Gia Lai? Yeah. Cái chuyện già còn xa lắm. Đương nhiên vợ em ở với em tới đó rồi đương nhiên phải đi theo em rồi. 6 năm trời ở bên nước ngoài có quen bạn gái bên đó không? Dạ, 6 năm bên đó cũng có quen một cô quê ở ngoài Hà Nội. Rồi sao? Nhưng mà sau em bị đá. Ủa sao nãy lúc hỏi tình duyên không kể vụ đó? Dạ, em nói tình duyên em lận đận. Lận đận trong đó có vụ đá trong á. Thí dụ giờ cô bắt rễ được không? Em không thích ở rễ. Sao vậy? Ba mẹ vợ cưng lắm luôn. Ở gần thì lắm được luôn. Nhưng mà em không thích ở rễ. Thật sự ra mình có những mối quan hệ bạn bè mà nhiều khi về cái ví dụ ở với bố mẹ thì bố mẹ lớn tuổi nó sẽ không được thoải mái lắm. Anh vậy ở kế được không anh? Ở kế thì được. Ở kế ở gần là được. Dạ, với được cả anh với bố không mẹ ở anh chung thì nhưng cũng, mà ở kế à? Anh cũng không muốn ở chung. Ngày mai mốt có về Gia Lai cũng không ở chung. Ý là mình ở gần thôi. Ở gần thôi. Cho nó chăm có sóc, một sớm cái hôm thì được. Hai vợ chồng có trẻ mà có cái không khí nó khác. Chị thấy cái mặt em cũng có vẻ thích không gian riêng hơn đúng không? À, trên tay chị là những cái yêu cầu của chương trình giúp cho hai bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn hoặc là có gì đó qua lại cho nó vui vui. Bóc một lá đi rồi đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Xin phép nắm tay người đối diện và nói cảm nhận. Xin phép em cho anh nắm tay em cái. Nắm dạ, tay nó khác bắt tay nha. Nắm tay nó khác thế bắt để tay. Để anh nắm lại. Em thả ra anh nắm lại. Sao anh run vậy anh? Run hả? Anh không cần biết làm lại không anh? Cô nói quá ta chạy bây giờ im lặng và cảm nhận nè. Nhìn nhau 30 giây nè. Nói thật đi anh. Thấy anh run hả? Anh thấy bình thường mà. Vậy anh nói thật đi, cảm nhận về anh. Cảm nhận về anh như nào? Thấy nó rất là ấm áp. Còn em? Sao em thấy anh rung và anh lạnh lắm chị? Chị cầm tay em coi xem. Đúng không? Tay này, tay này bị hơi bị phong thấp, hơi ướt ướt nên nó lạnh. Chứ không phải rung, dù khi cái tay ta vậy á, dù khi là ăn giò gà nhiều quá. Đúng rồi, tay hơi lạnh thiệt. Phải hơi lạnh. Rồi, mời em. Yêu cầu hai bạn ôm nhau trong 30 giây rồi nói cảm nhận. Trời, cái cặp này sướng quá trời, gì nắm tay rồi ôm nhau quá trời cái này kể xấu nhau rồi không bóp. Chứ nè, đọc cho kỹ, không phải là cài hàng ôm nhau nắm tay đâu nha. Mà tại hai người là có duyên đó, có sự va chạm. Rồi mời bạn trai qua đây đi chứ không lẽ để bạn gái qua đây cũng kỳ. Ôm nhau 30 giây, ôm nhau nha. Hiểu cái từ ôm nhau không? Mình là có kinh nghiệm nè, ta chưa có được trai đụng vô bao giờ. Em chưa biết gì hết. Đó.
Vậy gì sao? Vậy? Hôn nhau mà trời ơi. Không, nghĩ là để cái này là bên phần bạn nữ mà. Nên để cho bạn ấy thực hiện. À. Còn giờ em sang vào là... Em phải không? Em là người ôm không? Ừ, kệ đi em. 30 giây cảm nhận. Đủ 30 giây chưa chị? Chưa, sát vô, bớt nói. Tôi không có nhìn đâu. Ôm chặt chặt đi. Được gì chưa? Dạ rồi. Dạ ai rung? Dạ nãy ảnh rung mà giờ em rung. Anh ấm hơn lúc cầm tay chị ơi. À người anh ấm, tay dạ, anh lạnh. Dạ đúng rồi. Tay anh lạnh nhưng người anh ấm. Em thấy tim anh đập rung quá. Vô đây bắt nhịp tim coi. Bình thường không chị? Hy vọng lần tới tôi bắt nhịp của em là nó có hai nhịp đập. Hiểu không, hiểu không? Dạ hiểu. Hiểu rồi, trời ơi 34 tuổi sao không hiểu được. Em cảm nhận sao với cái ôm của cô gái này? Nói chung là em cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc. Thật ra chị Tường giỡn để cho hai em vui á, để cho thoải mái. Thật ra đó là những cái mà chương trình cũng muốn tạo điều kiện để cho hai em có những cái trao đổi, có những cái tiếp xúc để mình cảm nhận được nhau. Bởi vì sau cái ôm này là đến cái thời khắc quan trọng nhất. Thật sự có rung động thì mới bấm nút. Không phải bấm nút về lịch sự. Bấm nút là để mình tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, để mình tìm hiểu và tiến tới lâu dài. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn đều bấm rất chậm, nhưng mà cùng một nhịp. Thường ta bấm hấp tấp lắm, 1, 2, 2 rưỡi là bấm rồi, 3 rồi làm tôi hơi bị thót tim, không thấy ai bấm cả. Nhưng mà hai cái tiếng bấm cùng nhau hòa chung một cái nhịp, đây có lẽ là tín hiệu mừng chăng. Chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn qua đứng bên đây. Trước tiên là nắm tay nhau, tặng cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp gỡ tại chương trình Hẹn Trưa. Anh xin phép. Dạ rồi. Trời ơi, nụ hôn mà nó nồng nàn, nó nhìn trời ơi, nó dễ thương gì đâu luôn á. Gửi tặng ở đây, cầm đi, nắm tay vẫn cứ nắm. Gửi tặng hai bạn vé xem phim của chương trình. Hai bạn hãy đến xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Mẹ vợ tương lai em đó thì anh hy vọng là mỗi lần em mở chiếc gương trang điểm này ra sẽ thấy hình bóng của bạn gái trong đó. Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ vào vị trí của mình nha. Yeah. Dạ, và bây giờ thì các Tường xin mời quý vị khán giả hãy hướng mắt lên sân khấu để chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Rồi, em nào màu đỏ thì về màu đỏ, màu xanh thì vào màu xanh. À, chào hai em, ngồi xuống đi cưng. Rồi bây giờ mời hai bạn nữ. Từ từ đi. Rồi, ra.
Rồi, tất cả đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ chị Tường sẽ mời chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu đỏ hãy giới thiệu trước nha. Em tên là gì? Dạ, em chào chương trình, chào hai chị MC, chào hai bạn gái kế bên, chào khán giả trong trường quay. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Tuấn Anh. Năm nay em 34 tuổi, em đến từ Nam Định, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì? Em nói làm gì? Em làm bên quản lý cơ điện. À, làm điện ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đang hơi hồi hộp ha. Hít thở sâu vô. Rồi, là em sinh năm 87 hả cơ? Dạ vâng, em sinh năm 87 ạ. Wow, trời nhưng mà nhìn trẻ ghê. Rồi bây giờ các bạn nữ ghế màu đỏ nè, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh và em xin chào chị Cát Tường. Em tên là Vũ Thu Hương và năm nay em sinh năm 1992 và quê em ở Quảng Ngãi. Công việc hiện tại của em là streamer game và kinh doanh và em cũng có là leader và agency cho những cái thương hiệu nổi tiếng. Em ở đây ở đâu? Dạ, em ở bên quận 4 ạ. Ở quận 4? Dạ, là vâng. Hiện giờ là em ở với gia đình hay là dạ, đã... Dạ em ở một mình ạ. Hiện tại thì gia đình em ở Quảng Ngãi, ba mẹ em đều ở Quảng Ngãi hết và em đang ở trong đây một mình. Chào chàng trai cái màu xanh, em giới thiệu đi, em tên gì? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hướng Đạt, chào hai bạn nữ bên kia và chào toàn bộ khán giả. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Dương, em năm nay 31 tuổi, em quê ở Hải Phòng. Em vào Sài Gòn làm việc thì cũng đã được 2 năm. Hiện tại thì em đang làm phiên dịch tiếng Anh và tiếng Nhật cho một công ty IT của Mỹ ở quận 1. Wow. Em đang thuê phòng ở Phú Nhuận. À rồi, cho chị hỏi luôn, vào đây 2 năm em là học ngành gì mà bây giờ mình vừa thông dịch mình vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật? Em học thì khá là nhiều. Trước ngành đại học của em thì em học đại học Hải Phòng và học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Xong sau đó thì em qua Nhật 2 năm học tiếng Nhật. Xong sau đó thì em lại về Hà Nội em làm 2 năm thì ở Hà Nội, xong sau đó em lại sang tiếp Canada và học 2 năm ở bên Canada. Hồi đấy sang Canada với mục đích là học xong thì tìm đường để cư ở lại. Nhưng mà thấy cuộc sống bên đấy sống mình cháu lại về lại. Bây giờ vậy tiếng Anh với tiếng Nhật là cái tiếng nào thì là em là coi như giỏi hơn? Em phải nói là tiếng Anh giỏi hơn vì thứ nhất là em học tiếng Anh khá là nhiều. Mời em chào khán giả giới thiệu về mình một câu bằng tiếng Nhật. Minasan konnichiwa. Watashi Zen to moshimasu. Kotoshi 31 sai desu. Shushin wa Haifeng desu. Ima Ho Chi Minh City de アメリカ の, IT 企業で通訳者を仕事をしています。はい、よろしくお願いします。Như tôi giới thiệu vậy là biết bên đây của tôi là ngon lành nha. Tôi từng mua bộ giặt kèm nước xả vải, một giặt rửa 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Bây giờ đây cô gái ngồi ghế màu xanh, em giới thiệu về mình đi. Em xin phép chào cô Cát Tường. Chào cô Cát Tường. Chào anh Hứa Minh Đạt. Chào hai anh chàng bên đó. Em tên là Hồng Hân. Hồng Hân. Dạ, tên đầy đủ là Lý Hồng Hân. Em sinh năm 1998. Vừa rồi thì em vừa tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Em học hai ngành là quản trị kinh doanh và luật. Nhà em thì hiện tại là em đang sinh sống cùng với bố mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hỏi luôn đi, điểm mạnh điểm yếu của Hân là gì nè? Điểm mạnh điểm yếu luôn nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người gọi là khá độc lập, khá tự lập ở trong cuộc sống như công việc của mình. Ngoài ra thì em là một người rất là nhanh thích ứng với lại môi trường. Có thay đổi thì em cũng có thể thích ứng được. Với lại em được nhận xét là một người khá là hòa đồng và dễ gần. Cũng có một chút hài hước. Dạ, điểm yếu của em thì em là một người khá hơi não cá vàng một xíu. Nên là kiểu hay quên á. Lâu lâu ví dụ như vừa mới để cái chìa khóa trên bàn thì em lại quên. Em để cái chìa khóa đâu mất tiêu rồi. Sở thích của em là gì hơn? Dạ, em thì em thích rất là thích nghe nhạc, thích nhảy nhót, ca hát. Nhưng mà nói chung thì ca không được hay. Giống như anh bên này nãy chị hỏi anh tiếng Anh với tiếng Nhật, ảnh rành tiếng nào hơn? Anh nói anh rành tiếng Anh, chị mời ảnh giới thiệu bằng tiếng Nhật. Nói em không có hát không hay, giờ chị mời em hát. Không mà em thích hát mà. Dạ, vậy em xin phép hát một bài hát cũng khá là quen thuộc với mọi người. Dạ, em xin hát một phần của bài Lâu Đài Tình Ái.
Anh ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian. Em đưa anh vào bằng tiếng Hàn, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Anh ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi phồn hoa. Oh. Em xin hát. Là chưa nửa câu sau cho bạn Nam hát hả? Sao Dương hát được không Dương? Em hát tạm tạm thôi. Làm luôn đi, làm khúc luôn, đáp lại cổ chứ. Em thích hát bài Buồn của Duy Khánh. Buồn hả? Ôi trời, ta đang xây lâu đài tình ái, ổng buồn. Rồi buồn luôn. Rồi. Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên, anh ngồi ôm nhớ thương. Lời em nói trước lúc tạ từ, rằng em sẽ ra đi để anh khổ đau muôn đời. Con tim em sao rời tình anh. Giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thế này, thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng. Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai, giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em. Hai. Giọng cao rồi, ngon lành ha. Rồi giờ vô điểm mạnh điểm yếu nè. Dương có điểm mạnh điểm yếu gì Dương? Em điểm mạnh thì em là một người rất là vui tính, hài hước. Và trong tình yêu thì khá là lãng mạn và em có thể nấu ăn được. Còn điểm yếu thì về tính cách thì cũng, em thấy cũng không có nhiều lắm. Trong tình yêu thì đôi khi hơi vô tâm một chút. Em thấy điểm yếu lớn nhất của em là hiện tại trong tay chưa có gì cả, tay trắng. Tới giờ này vẫn tay trắng như vậy thì bao nhiêu năm mà đi học rồi đi Nhật, đi Canada rồi đó là tiền ai lo? Em lo hết. À có nghĩa là cũng có vừa làm vừa lo nhưng mà đủ trang trải, đủ đi rồi tùm lum vậy thôi chứ không có dư thôi đúng không? Là đúng. Không có vậy là cũng bản lĩnh chứ, tự lo cho mình. Quay qua chàng trai Tuấn Anh của tôi nè, quay lại chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Tuấn Anh ơi, điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Điểm mạnh em thì em thấy là em là người tự lập, biết chia sẻ nhiều điều với mọi người, biết làm được những công việc trong gia đình, biết nấu ăn và hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là em không thức khuya được nhiều. À, thường mấy giờ là em ngủ? Tôi nhớ là em thức khuya khoảng một ngày đó là em xuất khí rất chỉ nhanh. À, nhưng mà bây giờ bình thường là mấy giờ là em ngủ? Cái bình thường thì em phải tầm 10 rưỡi đến 11 giờ là em ngủ. Rồi bây giờ chị hỏi luôn nè, đó bây giờ là định có dự kiến là ở trong này lập nghiệp luôn hay là về quê? Trước khi em đi vào trong Sài Gòn này, em xác định là em vào trong này để em lập nghiệp. Rồi, bây giờ mình có khá hơn bạn Dương bên này không? Em ở Biên Hòa thì thực ra thì em có dự kiến để làm nhà ở khu vực đấy rồi. Ừ, có dự kiến rồi, vậy là có sự chuẩn bị rồi phải không? Ổn ổn rồi phải không? Để giành được tới đâu rồi? Được cái móng hay được cái nhà hay được cái gì rồi? Nếu mà tìm được bạn gái đi đến hôn nhân thì em sẽ dự kiến là xây nhà. Wow, vậy là mọi thứ chuẩn bị hết rồi. Có vợ là xây nhà luôn nha. Bây giờ người ta có đất nền rồi thì bây giờ mình nãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình là mình có gì nè? Dạ về điểm mạnh của em á thì em là một người tự lập từ nhỏ rồi, dường như là từ lúc 14 tuổi là em đã ra đường và kiếm tiền, và công việc đầu tiên của em đó là đi làm cô xin. Và giúp em, việc. Dạ đúng rồi. Thời gian làm giúp việc là mua xin để kiếm tiền. Và em cũng đi làm công nhân, nói chung là em làm rất là nhiều việc từ hai bàn tay trắng. Và điểm mạnh của em đó là em nấu ăn cực kỳ ngon. Và em cũng rất là khéo tay trong mấy cái việc mà trang trí, là nấu nướng. Và lại là em là cung xử nữ nên dường như là tính của em thì có một chút cầu toàn và hơi kỹ tính. Nhưng mà em không có tính lắm đâu. Wow, một cô gái nghe giới thiệu rất là ấn tượng ha. Làm quá trời việc mà bắt đầu giỏi giang, làm ô xin tự lập rất sớm. Dạ và bây giờ thì kinh tế của em thì cũng rất là vững. Em nói chung là cũng rất là tự tin và tự hào về bản thân mình đã vượt qua rất là nhiều thứ. Và thu nhập của em thì bây giờ tới thời điểm hiện tại thì 100 triệu trở lên trong một tháng. Đạt té ghế rồi. Trời ơi, làm streamer mà đâu phải vừa. Dạ, chúc mừng cho Hương nha, nhìn cái ngày tháng mà mình khổ mình cũng qua rồi hả Hương ha. Dạ vâng ạ. Mình hưởng thụ hết cưng ha. Không mà nãy cũng mới nói nhưng mà em cũng có rất nhiều điểm yếu. Đâu đây nghe phải điểm yếu không? Dạ điểm yếu của em thì em cũng giống như bé em đây thì em cũng có một chút hay quên não cái vàng á. Chứ em nghĩ là đáng chắc trí. Là dạ đúng rồi, chắc là lớn tuổi quá hay sao. Em có một chút là tính em hay nóng và em bởi vì đó là lý do phải em cần có một người đàn ông bên cạnh em mà người ta tính trầm hơn và có thể là điềm tĩnh hơn và để kìm được cái tính. Độ tuổi này anh thiết nghĩ là độ tuổi lập gia đình là đẹp nhất trên đời. Đang bò bò cái tình trường của em luôn đó Hương.
À, dạ. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? À, em trải qua đúng một mối tình năm 22 tuổi và cho tới giờ là 7 năm rồi em không quen ai cả. Mối tình nó kéo dài bao nhiêu lâu? Chỉ kéo dài 1, 2, 3 tháng vậy thôi à. Ủa? Ủa sao vội vậy? Ủa là cái mối tình đó mình quen từ hồi mình là 22 tuổi mà quen được có mấy tháng thôi hả? Và sao? À, lý do? Nói chung cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này thì em không kìm được cảm xúc. Nào em chia sẻ chị nghe thử. Tại vì lúc đó em cũng là một người nổi trên mạng á, hot girl á. Thì cũng nổi tiếng rồi nhiều bạn cũng theo đuổi lắm nhưng em không chịu, em hơi kén. Cũng chảnh, nói chung là như vậy, con gái mà. Em lúc đó cũng mê trai đẹp. Bạn đó biết em còn con gái á. Nên bạn đó nói chung là lấy đi rồi xong bạn đó bỏ đi. Lúc đó em mới biết là bạn đó có người yêu rồi, bạn đó chỉ lừa em thôi. Là từ đó là em mất niềm tin vào đàn ông tới giờ. Chị thấy đâu có gì đâu mà để 7 năm trời mình không có mở lòng ra với một người nào khác. Tại vì em là xung quanh em chắc chắn là nhiều người đeo đuổi lắm. Dạ, tại vì thật sự là cái ngoại hình của em á, em là các lối sống của em là sống theo kiểu nước ngoài. Mặc dù là em là một người không có hư nha, em là người rất là sống theo kiểu có ngôi ngôn hạnh á, nhưng mà em có ngoại hình của em là thích cái style sexy. Đây em nghĩ đó là lý do những cái chàng trai mà nhìn ngó tới em là người ta chỉ muốn là muốn cái gì đó thân xác em thôi. Chị hiểu cái này thì chị hiểu rất là rõ luôn cảm xúc của phụ nữ. Thật ra là cái style ăn mặc nó không đánh giá được cái tính cách hay là cái đạo đức gì của con người hết. Nó là cái sở thích thôi. Em diễn tả cái mẫu người em mong muốn đây nè, chị coi. Thì thật em liên. Cũng thích người đàn ông mình nói chung có ngoại hình một tí. Vẫn mê trai đẹp em ha. Ờ, không cái gu mà. Rồi là... tiếp gì nữa nè. Gu có ăn mặc hả? Cao ráo một tí tại vì em hơi bé con nên em cũng thích một người cao ráo để che chở cho em có cảm giác như vậy. Và biết suy nghĩ chín chắn. Về kinh tế thì em mong người đó cũng phải ổn định. Tại vì em thì chưa bao giờ dựa vào đàn ông cả. Tất cả từ xưa đến giờ là em tự tin là hai bàn tay của em tự lập và chưa bao giờ em dựa vào người một người đàn ông nào cả. Nhưng mà khi mà em quen một người hay là sau này cứ kết hôn đi thì em cũng cần người đàn ông nó cũng phải có kinh tế ổn định. Tại vì sau này còn có con cái lo nhiều thứ lắm. Đúng rồi. Đó thì em suy nghĩ nói chung em nói hơi xa. Nhưng mà nếu mà chàng trai đó không bằng em đi thì em cũng sẽ biết cách cư xử như thế nào đó. Tại vì xưa em cũng có quen tìm hiểu một bạn cũng làm một tháng có 7-8 triệu nhưng mà em vẫn quen. Tại bạn ấy nào? Con nít của anh, tại vì bạn nó nhỏ em cả chục tuổi lận. Vâng, và em quan trọng là nếu mà không cho được vật chất thì ít nhất phải cho được tình cảm, sự chân thành. Em thì là về cái cảm nhận, về cái sự quan tâm. Tại vì em là cái gu thích lãng mạn. Những cái nhỏ nhỏ thôi, sự quan tâm từng chút nhỏ cũng sẽ làm em cảm động. Tại vì thật sự là em bị lâu rồi không có bồ á, nên em cũng bị thiếu thốn tình cảm mà mọi người. Rồi, nói chung là cũng thích trai đẹp, phụ nữ có điều kiện. Ai cũng thích có gì đó lãng mạn, nhẹ nhàng trong tình yêu một chút. Thì không biết là nãy giờ Tuấn Anh nghe những chia sẻ của em gái ngồi ghế đỏ bên kia thì Tuấn Anh có cái suy nghĩ như thế nào về câu chuyện của bạn ấy? Em thấy bạn gái ghế đỏ thì bạn là người mạnh mẽ. Đó là bên ngoài thôi ạ. Tại vì bạn cũng giống như em là có tính tự lập. Mạnh mẽ nhưng mà yếu đuối thì tình cảm lắm nha, mới khóc quá trời kìa. Rồi vậy còn tình trường của em thì như thế nào Tuấn Anh? Em yêu 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì thời sinh viên. Em yêu được 2 năm. Thời sinh viên thì chỉ là yêu mưa rào thôi. Mối tình thứ hai của em là cũng yêu được khoảng tầm gần 2 năm. Em và bạn nữ đấy có một số điểm không hài hòa với nhau. Chẳng hạn như là bạn gái đấy thì hay đi chơi quá khuya. Mình là ngủ sớm. Em thì không phải là ngủ sớm mà tính em thì em có chừng mực. Còn mối tình thứ ba thì em và bạn gái đấy yêu được hơi 2 năm. Đây cũng dài chứ, 3 mối, mỗi mối 2 năm. Khi em vào trong Sài Gòn này lẩm nhẩm thì bạn gái đấy do khoảng cách giữa hai người không đi đến được, không nhận. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em mong muốn là người bạn gái của em là biết chia sẻ với em. Bạn gái là người truyền thống và hiện đại. Truyền thống và hiện đại là khó hả? Truyền thống hai cái lập nhau, hai cái lập nhau. Về trong gia đình thì người bạn nữ đấy thì đảm đang về chia sẻ với em trong chuyện gia đình, nấu ăn này, phải chăm sóc bên kia nấu ăn ngon, giỏi. Chăm sóc về con cái. Rồi. Còn hiện đại. Và hiện đại thì bạn nữ đấy thì ra ngoài thì có thể là sexy này. Hoặc là sao diễn tả giống như diễn tả cô gái bệnh của vậy ta. Sexy một chút này. Sexy một chút. Và ngoại giao thì có thể năng động hơn. Rồi bây giờ qua tình trường của Dương. Tình trường của Dương sao nè? Tình trường của em thì có 2 mối tình chính thức.
Cái chính thức đầu tiên đấy là vào hồi em năm học đại học năm 2. Thời gian mà quen nhau thì là được khoảng tầm 5 rưỡi, nhưng mà thời gian yêu nhau chỉ được có 2-3 tháng thôi. Sau đấy thì bạn ấy kiểu như là bạn ấy quay lại với người yêu cũ. Trời, sao đang quen với em quay lại người yêu cũ? Em thấy là trong tình yêu thì duyên phận nó quyết định. Nên là khi một người người ta đã không muốn tiếp tục với mình thì mình cũng cố gắng. Nhưng mà lúc thì... đó em có bị sốc không? Có chứ. Sốc cũng sốc. Lúc đó em trả lời của như thế nào? Thôi hả? Em không nói gì cả. Sau cái đợt mà bạn ấy nói như thế nhưng bọn em vẫn tiếp tục mối quan hệ cho đến 1.5 năm sau. Trời ơi. Đúng rồi. Vậy là đi song song cả hai hả? Song đi song hàng cả hai luôn. Sao em rảnh vậy? Sao em rảnh vậy? Vì em sinh viên mà. Sinh viên rất là rảnh. Cuối cùng là em dứt trước hay là bạn trai kia dứt trước? Cuối cùng thì em dứt trước, bởi vì sau đó đấy là em kết thúc 4 năm đại, 5 4 đại học và em sang bên Nhật. Thì bạn ấy cũng theo em sang bên Nhật luôn. Ủa vậy hả? Học trường tiếng bên Nhật luôn. Ủa? Cơ hội quá trời, mạnh sao kỳ ta. Nhưng mà đi là hẹn hò đi chung đó hả? Hay là mạnh ai nấy đi? Không phải, lúc sau đấy thì em có một cách, em làm bạn ấy yêu lại em. Em đã xài tiệt chiêu gì nè, em kể lại cái đó coi. Nói tiệt chiêu, tiệt chiêu trả thù. Tiệt chiêu gì đó, tiệt chiêu gì đó, trả thù phải không? Sau cái lúc đấy ấy, thì em cũng rất là đau khổ và em kiểu như là quyết chí phục thù, cũng hơi xến quyết chí phục thù như chị nói ấy. Đó, tôi trầm tâm lý lắm. Đến một thời gian em cảm thấy chán, em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng với bạn ấy, xong với người cũ bạn ấy nữa. Nên là em quyết định tinh thần là thôi, chúc hai người đó hạnh phúc. Nhưng khi em đưa ra quyết nhưng định khi, là... Nhưng khi bạn ấy cảm nhận được cái điều đấy từ em đấy, đó, thì bạn ấy lại... Phụ nữ chị cũng đặt lắm. Bạn ấy lại không thể nào giúp được em. Đúng rồi. Và bây giờ hiện giờ nè, em đã dứt khoát thẳng với lại cô đó rồi đúng không? Đó, chuyện đầu đó rồi, lâu rồi. Từ năm 2013 đến giờ là 7 năm rồi. Rồi mối tình sau như thế nào? Mối tình sau thì là bạn này học cùng lớp tiếng Nhật với em. Bạn ấy kém em 7 tuổi. Yêu nhau khoảng được bao lâu? Cũng 1.5 năm. Thì bạn ấy thì đã quen người khác. Và bạn ấy quyết định chia tay em. Nói chung là thân phận cũng bọt bèo ha. Không sao, cũng đau khổ. Ngày hôm nay nhiều khi sẽ là một ngày tươi sáng của em. Mà nãy giờ không biết là Hân nghe hai câu chuyện tình của em. Anh Dương, Hân thấy sao Hân? Dạ, em thấy có một sự trùng hợp nhẹ nhẹ. Hả? Trùng hợp như thế nào? Cái mối tình mà nó khiến cho em cảm thấy là kiểu mình nghĩ nhiều về nó nhất là cũng vào cái năm em học năm 2. Giống nhau. Năm 2 thì em đi mùa hè xanh và em quen một anh. Quen nhau cũng được khoảng gần 2 năm. Wow. Dạ, thì cũng bắt đầu là xảy ra những cái xích mích, đặc biệt là trong cái lúc mà khoảng dịch á, xa cách đó là mình cũng hay xa mặt cách lòng. Dạ. Không có gặp nhau. Vậy là cũng mới đây thôi, dịch thì cũng mới đây thôi đúng không? Dạ, thì tụi em cũng đã dứt khoát từ hồi khoảng tháng 6 năm 2021. Dứt khoát là lý do gì? Dạ, tại vì là kiểu anh cũng là còn là sinh viên thì anh cũng chưa có gì trong tay hết. Nhưng mà em vẫn nói với anh là thì đến qua hết cái thời sinh viên thì mình cứ cố gắng, mình sẽ tạo nên được những cái thành công trong tương lai. Nhưng mà kiểu những cái gọi là tư tưởng đó thì ảnh đặt nặng sự nghiệp và ảnh khi mà ảnh đang xin xịt thì ảnh không muốn là nghĩ tới chuyện là hai đứa sẽ lâu dài thôi. Nói chung là bây giờ là không có cùng chung chí hướng nữa. Dạ, ảnh lo rồi. Đi làm ăn. Dạ. Đúng không? Ta hài hước rồi. Muốn kiếm một người như thế nào nè? Mẫu người của em như thế nào? Dạ, về ngoại hình thì em tại vì em cũng khá thấp nên là em cũng mong kiếm được một người yêu em cao tầm khoảng 1m7 là được. Về tính cách thì em cũng muốn một người con trai khá là khiêm tốn. Ngoài ra thì ảnh cũng phải gọi là người có chí hướng trong công việc. Có thể bây giờ anh chưa có gì nhưng mà anh phải có định hướng cho tương lai của mình chứ anh không được bỏ lơ. Hôm nay bốn bạn đều kiểu nó có những cái điểm chung này, nó cũng có những cái điểm chung kia, nó còn bù qua đắp lại. Thế bây giờ chị Tường muốn hỏi ý kiến người thân, tại vì hôm nay là bên nhà trai thì Tường không thấy ai, nhưng mà nhà gái có một cô. Bây giờ em là đi theo ai đây, em tên gì cưng? Dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên Huyền ạ. Em là bạn của bạn Hân ạ. Bạn của Hân. Em sẽ nói về bạn một chút, đó là bạn em có nghĩa là có những cái suy nghĩ là chín chắn một chút xíu. Em ra là em thấy là bên hai anh này thì anh Dương có lẽ sẽ hợp với bạn một chút. Hợp về cái điểm gì? Có nghĩa là bạn em cũng mới ra trường thì anh này cũng chưa có gì hết. Có nghĩa là nếu mà hai người nếu mà được với nhau thì cùng một chí hướng thì sẽ là sắp về sau này tương lai nó sẽ ổn định và tốt hơn. Trời, anh Dương phù hợp. Tôi thích những hả? Người mà nhận xét mà nó rõ ràng, nó mạch lạc đó. Bây giờ mở cửa luôn đi cho hả? Hai bên trò chuyện với liền nhau luôn đúng không chị? Còn gì nữa bây giờ? Mở cửa trái tim.
Mẫn chào gì em. Đi. Em chào anh. Cảm nhận về dạ. Cảm nhận của em thì dường như khi mà chưa mở ra ấy, thì nghe hai anh cả anh bên ghế xanh và ghế đỏ thì nói chuyện cũng đều rất là chín chắn, và nếu ngoại hình thì chắc là cũng đều là ok hết rồi đấy. Là, cũng là hợp lý phải không? Dạ, vui phải không? Dạ. Còn em cảm xúc đầu tiên của mình như thế nào? Cảm xúc em thấy bạn nữ ghế đỏ thấy bệnh nhi baby đó, đã tới lúc mình thể hiện. Vỗ tay, vỗ tay. Một quà này đối với anh rất chi ý nghĩa. Anh muốn gửi đến em là thời gian của anh rất chi là quý giá. Quý giá. Và anh mong muốn là một người bạn gái đi với anh đi đến hôn nhân. Theo thời gian bền lâu. Wow. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Đây là cái viết em rất thân chọn, và em cũng mong là nếu mà mình đến được với nhau thì mình phải dùng cái viết này mà viết lên chuyện tình của hai mình. Ồ, hay quá. Đeo đồng hồ luôn đi cưng. Đọc đi, không có gì đúng hết. Đừng rớt á. Bình tĩnh, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Cứ rồi. Chúc mừng cho màn chào gặp mặt của hai bạn. Rồi tới em. Wow, nó thật là trùng hợp, điều nó là màu đỏ. Ồ vậy hả? Wow, có vẻ đây là định mệnh. Đây ngồi ghế màu đỏ luôn. Wow, rồi. Cảm ơn. Quá tuyệt vời. Màu đỏ với em mang ý nghĩa rất chi là may mắn. À, màu đỏ. Cho này em muốn tặng cho bạn nữ. Được rồi. Một màn chào đầu rất là ấn tượng ha. Rồi cặp đôi này. Trời ơi. Anh tay vậy? Anh hôm nay thì đến đây thì chỉ có món quà nhỏ, đấy là cái gương trang điểm thôi. Thì anh hy vọng là mỗi lần em mở chiếc gương trang điểm này ra sẽ thấy hình bóng của bạn gái trong đó. Dạ. Chứ không phải hình bóng của anh. Bây giờ thì có gì vậy? Có cái hình là em trọng không? À. Đó, một mặt là cái gương, một mặt là mặt em. Mở ra thấy em luôn. Không, bạn ấy mở ra sẽ thấy hình ảnh của bạn gái em trong đó. Ôi! Ôi! Trời ơi! Ê, thí dụ như anh nhìn là có được làm bạn gái em luôn không? Đớn quá, mình trả cho người ta coi. Hái mà tự nhiên có cái chiêu. Trời, cái này nhìn đổ luôn á trời. Nhìn vô thấy bạn gái anh đó chồng. Đó. Trời ơi, những chiêu mà khu gái như này hay quá. Em à, em hãy gọi anh là thùng rác, bởi vì gặp anh là em phải đổ. Em hãy gọi anh là thùng rác, bởi vì gặp anh là em phải đổ. Đó, vậy gì? Sao em, cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Dạ, em hơi run. Tại vì thường thì em được mệnh danh là nữ hoàng thả thính trong trường. Bây giờ tự nhiên em được thả thính như vậy. Em hơi bị... Nhưng cái chiêu sợ thả thính này dính không? Ghê thiệt. Ngon ha. Ghê thiệt. Ngon ha. Ghê thiệt, ghê thiệt. Ghê thiệt. Vui rồi, vui rồi. Em có tặng quà gì không? Dạ, đầu tiên thì em cũng cảm ơn món quà của anh. Em có khá là nhiều lần muốn mua gương trang điểm nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà chưa bao giờ mua hết, và em nghĩ là lại có sự vô tình khi mà anh tặng chiếc gương trang điểm như thế này. Và mai mốt thì em đi đâu em cũng sẽ mang theo. Trời ơi, giật mất ly thân rồi. Dạ. Em đến chương trình thì em cũng có một món quà nhỏ nhỏ muốn gửi tới cả chị Cát Tường, anh Hữu Minh Đạt với lại cả ba người cùng tham dự luôn ạ. Ủa vậy hả? Hay quá. Em thật là chu đáo. Đó. Cảm ơn em, cảm ơn. Ta có để riêng màu đàng hoàng đó. À. Trời ơi, trời ơi. Cái này là của cảm ơn chị em. Hả? Dạ. Rồi, chị cảm ơn em. À, riêng với hai anh Nam thì em cái chương trình có chuẩn bị cho em hai cái dĩa với lại muỗng ạ. Để cho mọi người có thể thử luôn tại chỗ. Ở đây em làm hay gì? Dạ, cái này á thì là pate em có. Cái này là chủ yếu là mẹ em và em thì có phụ mẹ. À, em dạ. Có phụ mẹ phải không? Rồi, mở nắp ra đi hả? Em thử cho cổ miếng đi. Trời ơi, hấp dẫn quá cô, chu đáo ghê nha. Em chuẩn bị món quà này là để muốn nói với lại chàng trai nào nếu mà chọn em á thì tương lai về nhà sẽ không có lo là thiếu đồ ăn ngon đâu. Bởi vì mặc dù em nấu không được ngon bằng mẹ em nhưng mà mẹ em thì nấu ăn cực kỳ ngon. À, là mẹ thương cái con rể đó phải không? Nấu cho con rể ăn đúng không? Sao? Ba tay gan của mẹ nấu như thế nào? Rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Trời ơi, coi dưới khán giả sao mà vỗ tay dữ vậy? Sao cơ? Dính thính nhiều quá. Thính quá trời thính. Em thấy là mùi vị ba tê rất đậm đà. Wow. Rồi, cảm ơn món quà của em nha. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện với nhau một chút xíu. Bây giờ hai em gái ưu tiên nè, hai em có muốn hỏi gì hai anh Tuấn Anh với anh Dương ngày hôm nay không? Em hỏi anh đó trước là ví dụ mà sau này có quen nhau á, em cũng rất là thích bạn nam cũng biết nấu ăn.
Mặc dù em nấu rất ngon, em nấu rất là ngon và rất khéo, nhưng mà em muốn làm cái gì cũng phải hai người cùng làm. Tại vì trước đó thì em có tìm hiểu hai bạn nam, và em cái gì em cũng nấu ăn lo cho người ta từng ly từng tí. Cái cảm giác như là em chu đáo quá, em chăm sóc người ta quá, cái người ta lại cảm giác là cô gái này mình đã chinh phục được rồi, người ta không hứng thú với bạn, có tôn trọng nữa. Em như thế nào? Với em thì phụ nữ sinh ra là để yêu thương, được chăm sóc và chia sẻ, điều đó là hạnh phúc đối với anh. Nhưng mà sau lần này là em cảm thấy em rút kinh nghiệm lắm ạ. Em phải giữ lại một tí. Bớt lại cơ. Dạ. Em mới nói là em nếu mà làm cái gì thì em cần cả hai cùng làm. Đúng. Ví dụ như anh không nấu ăn được thì em nấu, anh lặt rau. Nói chung làm cái gì cùng làm nó sẽ cùng bền hơn. Cái điều đó anh nghĩ là anh làm được. Chắc chắn anh sẽ làm được. Điều đó là bình thường của anh thôi. À, bình thường, ý đó đều bình thường. Còn em muốn hỏi bạn nam Dương. Dạ. Hồi nãy em có nghe anh tâm sự là sau cái mối tình kia anh kiểu Phượng nói lập kế hoạch phục thù. Đúng rồi. Em cảm thấy rất là sợ. Thì em có một cách em làm bạn ấy yêu lại em là quyết chí phục thù. Hơi sến quyết chí phục thù như chị nói đó. Đến một thời gian em cảm thấy chán, em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng với bạn ấy, xong rồi với nhiều cô bạn ấy nữa. Quyết định tinh thần là thôi chúc hai người đó hạnh phúc. Nhưng khi em đưa ra quyết nhưng định khi bạn ấy cảm nhận được cái điều đấy từ em đó, thì bạn ấy lại phụ nữ chi cũng đành quay lại, bạn ấy quay được, bạn ấy lại không thể nào giúp được em. Đúng rồi. Có khi nào sau này mà ví dụ quen xong cái có chuyện gì đó rồi anh có như vậy lại không? Thì nếu như mà em vẫn hại anh nữa thì anh vẫn sẽ phục thù em thôi. Nếu như em đã ai vậy? Em đã ai? Mà em suy nghĩ là mình nên bao dung trong tình cảm một tí. Nếu mà cái gì mà không xứng đáng với mình thì mình buông bỏ. Không nếu... cần phải như vậy là mình khổ mình thôi. Không, nếu như em đã ai và em tiếếp tục bắt cả hai tay với anh. Chắc chắn là em không phải là người cô gái như vậy. Đó. Bảo đảm. Thế thì anh cũng sẽ không làm như thế với em. Ok. Song phẳng trong tình yêu ha, rõ ràng ha. Rõ ràng. Rồi, mời em gái hỏi gì cơ? Em thì muốn hỏi hai anh là có anh nào có tính gia trưởng không ạ? Anh thì anh tư tưởng của anh là khá là phương Tây. Mặc dù anh là quan trưởng thật nhưng tư tưởng của anh khá là phương Tây thoải mái. Nên là anh rất là trân trọng người khác chứ không bắt người khác phải nghe theo ý mình. Nên là câu trả lời của anh là không, anh không gia trưởng. Còn anh thì anh xin trả lời em. Anh có một chút thôi, tại vì anh là cha người Bắc. Thẳng thắn. Tôi tính nói anh là có, anh nói luôn. Thẳng thắn và thật thà. Rồi hai chàng trai có gì muốn hỏi hai cô gái không? Dương. Em muốn hỏi hai bạn nữ là điều gì khiến hai em thích thú trong tình yêu, và trong cuộc sống thì hai em có châm ngôn gì không? Thì em cũng có một cái quan điểm giống với chị Hương là em thích thú là cả hai có những cái cùng nhau làm ấy. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đọc sách, hay là cùng nhau với là nó có những cái sự cùng nhau. Em có châm ngôn gì trong cuộc sống không? Châm ngôn trong cuộc sống của em thì em cũng hay thay đổi châm ngôn theo từng khoảng giai đoạn luôn. Thì châm ngôn hiện tại của em đó là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nã hổ họa bì nan họa cốt. Dạ. Rồi em gái, em có thể nói về ý của mình. Dạ, trong tình yêu thì thật sự thì em cũng chưa trải gì tình yêu nhiều. Nên không biết là tình yêu sẽ đẹp như thế nào. Cũng một thời gian rồi cũng nhiều khi cảm thấy cuộc sống nó rất là ổn. Nhưng mà đôi khi lại cảm giác là thèm một cái bờ vai để cho mình dựa. Nhưng mà tới giờ này thì em vẫn chưa dẹp ra được cái gì hết. Hy vọng sắp tới sẽ được. Dạ. Phương châm của em. Đối với em thì sống thì hết mình thôi. Và trong cuộc sống thì nên có sự bao dung, chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ văn nghệ gì một chút xíu đi, thể hiện tài năng, hoặc là ai mà không có biểu diễn được, không có tặng quà gì được thì mình có thể nói cái lời gì đó mình mong muốn với cái người mà mình muốn kết nối ngày hôm nay. Dạ, em xin hát một đoạn này cho bà hát. Rồi. Mặc dù em hát không được hay lắm. Bài hát này có mục đích gì không? Mục đích của em muốn lời bà hát cũng như là lời trái tim em muốn nói. Rồi. Mời em. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không? Mà sao không nói một lời cho nhau? Người yêu ơi. Ủa hết rồi, rồi. Đúng cái câu đó rồi hả? Là quên rồi. Mà may đúng, hả? Nhớ được đúng cái câu. Sao anh này làm gì? Em có một điều cuối muốn nói. Đấy là em thừa nhận là hiện tại em đang tay trắng và em không có gì cả. Nhưng bù lại em là một người rất là tham vọng và có ý chí. Thế nên là nếu như mà bạn nào đi cùng em từ lúc mà em chưa có gì, thì sau này khi mà em có gì ấy, thì tất cả sẽ là của bạn ấy. Một người rạch ròi, ai cùng em tay trắng đi lên là coi như em là coi như là cắt cỏ ngậm vành là sống với người đó, đúng không? Đúng rồi. Rồi, hai cô gái hát đi. Thì mình hát hay nhảy múa gì đi? Dạ, chắc em ơi, các evidence cho em hát không nổi, nhưng mà chắc em nhảy nhẹ. Nhảy nhẹ.
Music. Wow. Âm nhạc. Rồi mời em. Âm nhạc chưa? Wow, quá dễ thương, quá sexy luôn. Khoan, đợi chị cho Tường chút xíu. Ổn. Đạt được không? Đạt cần không? Không, bây giờ tự quẹt đi. Em đứng thẳng hết nổi rồi. Dễ thương quá quý vị ơi. Trời ơi, cô gái tôi thật là nóng bỏng. Rồi, em gái. Dạ, hồi nãy em hát rồi chị. Vậy giờ mình nhảy đi. Em thì em hay kiểu nhảy những cái bài vui vui trên TikTok rồi ạ. Trời ơi luôn. À, được, TikTok được, luôn. Được. Bắt nhịp nhanh lắm nha. Đó giờ biết nhiều cái liên khúc lắm, bây giờ biết nhảy liên khúc là như thế nào đó, nhảy liên khúc đó. Đó. Bây giờ thì thư giãn qua rồi, chị thấy nó quá đủ rồi. Sao ổn em, ổn không? Ôi dạ, ổn. Cần máy đâu biết áp gì không? Không, em ổn rồi. Em ổn phải không? Rồi. Chúng ta đã có những cái thời gian trò chuyện rất là vui trong chương trình ngày hôm nay rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm và chờ nghe những hiệu lệnh của anh Hứa Minh Đạt. Nhìn cho kỹ coi chừng bấm lộn nha. Bây giờ tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là chương trình thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ có một lựa chọn duy nhất sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Hãy quyết định lựa chọn của mình. 5 4 3 2. Thế thì em thừa nhận là hiện tại em đang tay trắng và em không có gì cả. Nhưng bù lại em là một người rất là tham vọng và có ý chí. Thế nên là nếu như mà bạn nào đi cùng em từ lúc mà em chưa có gì, thì sau này khi mà em có gì ấy, thì tất cả sẽ là của bạn ấy. Một. Em chuẩn bị món quà này là để muốn nói với lại chàng trai nào nếu mà chọn em á, thì tương lai về nhà sẽ không có lo là thiếu đồ ăn ngon đâu. Rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Trong tình yêu thì thật sự thì em cũng chưa trải gì tình yêu nhiều, nên không biết là tình yêu sẽ đẹp như thế nào. Cũng một thời gian rồi, cũng nhiều khi cảm thấy cuộc sống nó rất là ổn, nhưng mà đôi khi là cảm giác là thèm một cái bờ vai để cho mình dựa. Với em thì phụ nữ sinh ra là để yêu thương, được chăm sóc và chia sẻ. Điều đó là hạnh phúc đối với anh. Bấm. Hết thời gian. Cả hai cô gái của chúng ta đều bấm nút màu xanh. Cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Cảm xúc của em hiện tại thì hơi tiếc nuối chút. Hơi tiếc nuối một chút. Nhưng mà không sao cả, có thể là nó chưa có một cái sự trùng khớp, một cái sự đồng cảm nào đó. Có thể là bạn gái còn hơi lăng tăng một chút. Chị hỏi luôn em gái là tại sao hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà mình cũng không được ghép đôi trong ngày hôm nay? Dạ, nói chung là cũng là duyên. Tại vì thật sự lúc đầu thì về công việc hay là về tính tình của anh bên ghế đỏ thì đều ok. Nhưng mà ảnh có gia trưởng
Em thì chắc là em là người sống tự lập tự do trước giờ. Theo theo tay một chút xíu cho nó hơi em không hơi khó ha. Chắc chắn bây giờ nói chung thật sự em cũng rất là muốn mở lòng, nhưng mà sau cái chương trình này mình không ghép được với nhau, nhưng mà sau này ra ngoài mình cũng thể là có thêm tìm hiểu thêm ngoài. Nếu mà được thì mình cũng có thể là lớn, nhưng mà thật sự thì em rất là lo tại vì tính gia trưởng. Em thì cũng cảm nhận được cái điều đó từ em. Còn về bạn nam xanh thì thật sự mặc dù là hiện tại bạn không có gì hết, nhưng mà em thì có đầy đủ tất cả. Nói chung là em cũng không phải là tìm một người đàn ông như vậy, nhưng mà trong cái cách nói chuyện của bạn ấy em cảm nhận được bạn ấy là một người rất là cố gắng và có quyết tâm, và em thì thật sự là rất là thích những cái chàng trai mà có sự quyết tâm như vậy. Chứ mà vấn đề tiền bạc hay là vật chất thì hiện tại em không quan tâm. Nhưng mà chị nghĩ rằng là có thể hôm nay em chưa có gặp cái sự may mắn của mình, nhưng mà khi chị nghĩ rằng là khi chương trình này phát ra, chị tin rằng là xung quanh em sẽ có rất là nhiều vệ tinh. Chúc em là hãy tỉnh táo, mở lòng mình ra, mở lòng mình ra và tỉnh táo để lựa chọn một người đàn ông xứng đáng, bởi vì em rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Cả Tuấn Anh cũng vậy nhé. Tuấn Anh thì không rồi, sao bây giờ thì xin mời hai bạn kia bước lên đây. Cảm xúc hiện tại của em gái như thế nào? Em thấy tay anh vừa tay em. Trời ơi, tay anh vừa với tay em. Vậy em phát biểu chị nghe. Anh rất là hạnh phúc có duyên khi gặp được bạn ấy. Có tin vui thì báo cho chương trình nhé. Dạ. Bây giờ thì Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho các bạn những phần quà đến từ chương trình nhé. Quốc Việt Food xin gửi tặng cho mỗi bạn một sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn thơm ngon và tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Đây, gửi tặng cho em nha. Trời ơi, gửi tặng em nha. Và tặng cho các bạn nước rửa chén hô mê cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tay. Đây, đây rửa tay mềm mại luôn. Nước rửa chén. Và đây, chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp, dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Đó chính là thông điệp mà Bột Giặt Trôi muốn gửi gắm trong chương trình. Gửi tặng cho các bạn, đây mỗi bạn một năm sử dụng Bột Giặt Trôi miễn phí nha. Đây. Và kính thưa các bạn, Tường có một cái thông tin này báo luôn. Nếu như mà các cặp đôi của chúng ta, cặp đôi nào mà tiến tới hôn nhân, thì nhãn hàng Bột Giặt Trôi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, sẽ tặng các bạn 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng Bột Giặt Trôi miễn phí. Bây giờ hai bạn này mà lấy nhau là coi như là tặng 3 năm Bột Giặt Trôi miễn phí. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22h45 Chủ nhật trên kênh YouTube MTV Media. Cảm ơn nhãn hàng Bột Giặt Trôi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin nghỉ cho chúng tôi nha. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.